Bới bới. Bới bới. Bới. Cố lên. Bới, cố lên. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, đi về, bới đây 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 đây. Giỏi quá con ơi. Đây, đây lạ. Nghiêm, đây. Bới bới bới. Bới bình tĩnh nha Bưởi ơi. Bới bới bới. Bình tĩnh con, thận cái mặt xuống. Rồi, hạ cái mặt xuống chút. Rồi. Dạ con, cố lên con, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, lẹ. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Như vậy đây là cái công việc bình thường của chú luôn phải không ạ? Dạ. Rồi con với vợ thì cũng đi làm mướn phụ thêm. Dạ. Dạ, cuộc sống cũng sống quay quẳng mà nhưng rất vui. Thì thôi bây giờ con không đi thì mình cũng phải lết. Tại vì lúc đó là bới. Ngồi xuống nói chuyện. Vì bệnh nghề nghiệp với sách cái vỏ là đi bán liền vậy đó. Con nào ơi. Nghiêm. Nhưng mà những cái điều này nè, chú có dạy, chú có huấn luyện không? Dạ, chó thì nó cũng có dạy mà mình, nhưng mình có cái duyên. Dạy đâu nghe đó. Thì mình nghĩ rằng nói với mình như môi với răng, như tay trái với tay mặt, không vắng được. Thì tất nhiên là nó phải ôm sát mình để lấy tay nhau, sống với nhau. Như cái cách mà chú vừa chia sẻ thì mình thấy rằng chú xem những cái thành viên này không phải là loài vật, mà là những thành viên trong gia đình của mình, giống như là con, như là cháu của mình vậy. Và chính tình yêu thương đó, chân thành đó, cho nên là các thành viên này nó gần như là nó nghe và nó hiểu được những gì mà chú muốn. Rất là ngưỡng mộ với cái cách mà chú dành cho các bé cún trong nhà của mình. Những ai mà không phải là cái người thường xuyên gần gũi và quan tâm với những bé thú cưng như thế này, người ta sẽ nghe và người ta rất là khó hiểu. Ủa tại sao chó hoặc là mèo mà lại coi như là con trong nhà? Và người ta đôi khi sẽ có những cái hành xử nó chưa đúng lắm với động vật, như những gì mà thời gian vừa qua chúng ta cũng đã biết, đúng không ạ? Vừa rồi là một cái màn gọi là mình chào sân, để cho mình thấy bé Bưởi dễ thương, đáng yêu như thế nào, cũng như mình hiểu rõ cái câu chuyện của gia đình chú. Và ngày hôm nay đến với siêu thử thách, bé Bưởi cùng với chú Hải sẽ vượt qua thử thách này như thế nào. Mọi người hãy quay trở lại chương trình sau ít phút nữa nha. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang đến với vòng đầu tiên mang tên là Thách thức giới hạn. Và người thách thức ở phần thi này đó chính là chú Hải cùng với bé Bưởi đáng yêu đây. Thử thách của chúng ta như sau. Ở đây chúng tôi có 6 ly nước. Bé Bưởi với sự hướng dẫn của chú Hải sẽ đội từng ly nước trên đầu qua cái điểm bên đây. Chú Hải để ly nước xuống. Bé Bưởi sẽ thực hiện làm sao mang được 6 ly nước này mang qua đây trong 2 phút và không đổ nước. Nếu như bé Bưởi làm được điều đó thì xem như đã vượt qua được thử thách. Rất cảm ơn. Như vậy là chú Hải cùng với bé Bưởi đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ bước vào thử thách đầu tiên. Bắt đầu. Đi bưởi 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 dạ con nè bưởi 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 mày hả bưởi 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 mày hả bưởi 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 cố lên bưởi cố lên. Dễ thương quá. Rồi, đi về, bởi đây 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 đây. Giỏi quá con đây, ơi. Đây, đây lạ. Nghiêm, đây. Bởi bởi bởi. Bởi bình tĩnh nha Bưởi ơi. Bởi bởi bởi. Bình tĩnh con, thận cái mặt xuống. Rồi, hạ cái mặt xuống chút. Rồi. Dạ con, cố lên con, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, lẹ. Wow. Đây. Quay mặt lại. Rồi, bưởi. Bưởi, cố lên con. Hạ cái mặt xuống chút. Cũng hạ. Đây, bưởi, hạ cái mặt xuống chút. Đi nhìn chậm nha. Bưởi, đừng có liếc,
ơi. Wow. Bali. Đây 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 đây. Rồi đây đây bưởi. Dạ. Rồi đây nè, đây bưởi, bưởi. Bưởi bình tĩnh đi bưởi ơi, đúng rồi. Bưởi bưởi bưởi. Trời ơi, cái tướng cố lên, kìa. Cố lên, cố lên. Thấy ghét quá. Cố lên, cố lên, ghét đi. Lẹ lẹ lẹ, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Bạn chú Hải ơi, mình phải nhớ rằng khi bắt đầu đặt cái ly lên đầu của bé thì mình sẽ không chạm tay vào ly nữa nha. Đây 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 đây. Đừng có lết, con đừng có lết. Con đừng có lết. Cái đó đâu, cái này đâu phải cái môn lết. Đây, không chạm tay vào nữa nha. Đi đi, tử tế bưởi. Đi bưởi, đi bưởi, bưởi. Không có mặt xuống con, bưởi. Bưởi, bưởi. Hay quá, bưởi. Quá hay bưởi, luôn á. Không có mặt xuống. Anh có thấy là bạn ấy mở mắt đâu không anh? Có mở chứ. Có mở hả? Rồi, đây, 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 đây. Và đây là cái ly cuối cùng. Là cái ly cuối cùng. Đây, 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 đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đây, 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 đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên, đứng lên đây. Bây giờ quy định nhân nếu mà lết mang đi được là tính là 3 ly. Bới, bới. Cố lên con ơi. Đây, đây, đây. Lên còn 1 ly thôi con. Bới, bới, bới. Đúng rồi, yeah. Thành xuống, thành xuống, bới, bới, bới. Bới, bới. Cố lên con ơi. Đây đây đây. Lên còn 1 ly thôi con. Đi bưởi bưởi. Ôi trời ơi, bưởi ơi. Thành xuống, thành xuống, bưởi bưởi bưởi. Anh nhấc bởi 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 tuyệt quá. Ta thấy rằng bé bưởi đã rất là cố gắng, nhưng mà ở cái ly cuối cùng thì bé đã làm đổ nước. Như vậy là ở vòng này chú Hải là không được đến với phần sau. Nhưng mà không sao chú ạ, mình cũng đã vượt qua những thử thách, những cái giới hạn của bản thân và của bé bưởi. Chú cho con xin được chia sẻ với chú một xíu. Bé bưởi được nuôi chỉ bởi tình thương thôi, chứ không phải được nuôi bằng kỹ thuật, giống như một người cha nuôi một người con. Bác Hải là một người bán vé số, không phải là một nghệ sĩ chuyên huấn luyện xiếc thú, cho nên chúng tôi đánh giá cao ở cái điểm đó. Và đối với em, bưởi làm được như vậy là quá xuất sắc. Thật ra thì khi mà chú bước ra, tự nhiên làm cho em nhớ lại bố của mình. Bố của em mất cách đây 2 năm rồi. Cái thời mà em còn nhỏ á, nhà em có nuôi một con chó, nó tên là Đốm. Thì nuôi được khoảng 4 năm thì chú Đốm bắt đầu bị rụng lông và bắt đầu bị lát rất là nhiều. Thì một lần nọ ông ngoại con đến nhà chơi, thì lúc đó bố con không có nhà, thì thấy con chó bị lở lét ghê quá thì sợ ảnh hưởng sức khỏe của cháu mình, cho nên ông ngoại con đã kêu người vô cho con Đốm đi. Thế là về nhà thì bố con rất là hoảng, và ông cứ chạy xen ngoài đường để ông kiếm con Đốm. Thế là gặp một người bạn, thì người bạn nó bảo rằng: "Mày chở tao đi đi, tao biết nằm ở đâu." Thế là chở xuống Long Bình. Khi đến nơi thì họ bảo là xe tải vừa chạy rồi. Thế là hai người đuổi theo xe tải khoảng 10 cây số thì gặp một chiếc xe tải chở đầy chó. Bố con đã quẹo và chặn đầu xe tải lại. Bố con cứ chạy xung quanh chiếc xe đó và gõ kêu: "Đốm ơi, Đốm ơi, Đốm ơi, Đốm ơi." Một xe chó đó nó sủa râm lên, nhưng vì cái tình thương của ông đã dành cho con Đốm quá lớn và quá lâu, cho nên ông nghe được tiếng con chó nằm ở trong hốc xe. Ông nói: "Có trên xe, có trên xe."
ông lấy con chó tôi xuống đây, tôi trả ông gấp 3 lần cái tiền ông mua. Và nó nằm ở trong hốc thật. Và khi mở cái lòng ra thì nó chảy nước mắt. Đây không phải là bố con kể mà là chú con đã kể lại. Bố con bế nó về và 3 ngày sau nó mất. Ông đã bỏ 800 ngàn ra để ông chuộc lại con chó đó. Trong khi đó một ngày công thời đó chỉ có vài chục nghìn, mà bố con chỉ là một nông dân. Cho nên con cảm nhận rất sâu sắc và rất rõ ràng tình thương của chú dành cho những con chó của mình. Và chính hình ảnh của chú đã làm cho người bố con trong tim con sống lại. Một hình rất là đẹp. Cháu muốn cho các bé chó có thêm nhiều món ăn ngon hơn nữa. Và đây là tấm lòng của cháu dành cho chú. Cho phép con tặng cho các bé chó nhà chú 20 triệu. Như vậy là giám khảo Anh Vũ đã quyết định gửi tặng cho chú cũng như là gia đình của bé Bưởi số tiền là 20 triệu đồng. Dạ, cho con xin phép ơn chú một cái. Cảm ơn anh Vũ rất là nhiều. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.